Đây là một cô máy tuốt lúa bằng tay. Cái này là đây cơ mà, một cái miếng gỗ đập vào đấy thì nó sẽ dụng như kiểu là bên châu Phi người ta làm ấy. Ngày xưa là không có máy tuốt lúa, là toàn dùng bằng cái này thôi. Khi mà gạt xong phơi được vài ngày ấy thì hạt lúa. Cháu Nghiêm xin mến chào quý ông bà cô chú và anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú và anh chị quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Cha Yêu Thương. Thưa quý ông bà cô chú và anh chị, thì hôm nay nhà chị gái cháu Nghiêm gạt quý ông bà nên là cũng không đi bản được. Hiện đây thì cháu Nghiêm cũng ghi hình lại một chút về cái cảnh thu hoạch mùa vụ ở trên vùng cao, cùng cháu gửi tới quý ông bà cùng được xem. Hôm nay thì cũng có khá là đông bà con về giúp quý ông bà. Bên đây mèo. Cái này thì cũng dùng cái máy như nhà ông gì, nhưng mà cái này là máy nổ chứ nhà ông gì là chơi bằng máy điện luôn. Năm nay là lúa tốt phết đấy chị nhỉ. Nặng đấy. Trên này mùa gặt toàn đổi công nhau ấy nên là có khá là đông bà con về giúp. Đây chị gái của em Lợi, hôm nay là cũng ra giúp nhà chị tốt lúa. Đến sơ qua này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gần 20 người quý ông bà. Một ít ruộng thế thôi, nhưng mà kiểu chị ở nhà cũng được đi lấy công bà con ấy, cũng được nhiều bà con về giúp gặt. Cái này chắc là gặt một buổi sáng là xong rồi, chiều lại được đi nhà các hoàn cảnh. iPhone này chơi chứ bị lưới được mày. Nó. Nếu mà quý ông bà theo dõi được thước phim của anh A Hầu TV thì biết được hoàn cảnh của mấy chị em nhà em Lợi là mẹ thì không được ấy quý ông bà, không được minh mẫn như người khác, còn con thì cũng, chị này thì cũng bị đi lại rất là khó khăn này. Nhưng mà hôm nay cũng ra nhà hộ nhà chị gái cháu Nghiêm quý ông bà. Đây là một cô máy tuốt lúa bằng tay. Cái này là đây quý ông bà, một cái miếng gỗ đập vào đấy thì nó sẽ dụng như kiểu là bên châu Phi người ta làm ấy. Ngày xưa là không có máy tuốt lúa, là toàn dùng bằng cái này thôi. Khi mà gạt xong phơi được vài ngày ấy thì hạt lúa nó cũng khô ấy quý ông bà, nên là đập kiểu này nó dụng rất là dễ. Nãy cứ tưởng ít người về hộ nên là mang một cái máy tuốt ấy, nhưng mà không mượn được nhà ai. Đấy, về đến đây thì có đông người, thế là đi mượn thêm cái miếng gỗ này về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại cái này đưa xe đẹp luôn nên nó phải con không đi chơi mình được xe mình ra làm cái khác không ai mình con lại đi con đây kì tuy là ruộng nhà chị có ít nhưng mà đông người về hộ lắm quý ông bà, đâu đâu cũng toàn thấy người. Cháu Nghiêm đếm sơ qua thì phải gần 20 người về hộ rồi. Trên kia thì có cái máy nên là nhanh hơn, còn dưới này thì các chị là đập bằng tay. Cái này ba người liệu đập một buổi sáng được một bao không? Chắc được đấy. Ngày xưa toàn đập bằng cái này nên là rất là chậm. Nhưng mà đập bằng cái này là hạt lép nó không xuống. Cháu sẽ ghi hình lại một chút xong là cùng các bà, các ông làm sau với ông bà. Ở vùng quê thì bây giờ các bạn trẻ là đi làm công ty hết rồi nên là chỉ còn các ông, các bà với cả người lớn tuổi là ở nhà làm thôi. Chứ bằng tầm tuổi cháu Nghiêm là cả vợ cả chồng là rủ nhau đi công ty hết rồi. Mà lớp trẻ hơn nữa thì cũng đi công ty hết, nhưng bà học xong lớp 10, lớp 12 là đi rủ nhau đi công ty hết rồi nên là bây giờ đi làm những công việc ruộng nương này thì toàn người lớn tuổi đi các công ty không được nữa thì mới ở nhà làm thôi. Tít từ trên kia xuống cũng là các cô các thím về hộ nhà chị. Bằng này ruộng thì nếu mà ở dưới xuôi thì dùng bằng cái máy tuốt to kia chắc là tầm 30 phút rồi. Gom về 30 phút là tuốt xong hết rồi. Nhưng ở đây 20 người làm trong một buổi chưa chắc đã xong quý ông bà. Cái này là vùng nào khó khăn mới dùng đến cái này đấy. Ở trên này thì còn ruộng nhà chị gái thì cách đường được cái rất là xa. Với cả vùng ở trên này cũng bà con cũng còn gặp nhiều khó khăn đấy quý ông bà. Nên là chưa có máy móc hiện đại đâu. Cái kia sáng nay chị cũng đi mượn về chứ nhà chị cũng không có. Mỗi người mỗi việc. Kia thì các chị các cô đang tuốt bằng cái máy ở trên đấy ồn ào quá. Cháu Nghiêm xuống đây quay, còn các thím thì ở trên kia là vác xuống tập kết vào một chỗ để tuốt với ông bà. Sáng nay thì cứ tưởng mưa cơ, mưa phùn một lúc, cũng may là bây giờ tạnh rồi không thì cái phần thóc này bị dính nước mưa thì chắc là nảy mầm hết. Nhà chị cháu thì lấy chồng cách nhà cháu khoảng 5 cây số ấy quý ông bà, nhưng mà ruộng thì ở trên này, còn chị thì bây giờ chuyển xuống ở gần nhà cháu rồi.
hai chị em ở gần nhau. Còn đến mùa vụ làm ruộng làm nương thì lại lên trên này để làm. Ruộng thì thửa bé tí này, chắc cũng chỉ được chục bao thôi. Ngoài những công việc làm ruộng ra thì anh chị cũng chăn nuôi làm cái khác, chứ nếu mà dựa vào mấy cái ruộng nương này chắc nhà còn nghèo hơn các hoàn cảnh ấy. Đầu người ấy, nên là mới gặt mới tuốt được một lúc đã gần xong rồi cơ bà. Giờ còn mấy thửa này thôi. Nhiều khi cháu Yến tính thì nếu mà cứ làm ruộng làm nương này là bị lố đấy quý ông bà. Đầu tư phân bón này, xong rồi giống cây trồng này, xong thuê, nếu mà mình không có người đi làm được còn phải thuê nữa. Thuê người cày này, xong lại cấy. Cày cấy xong đến mùa gặt ấy lại còn bà con về hộ cũng phải làm bữa cơm. Tính sơ qua thì nếu mà cái lúa đấy mà thấp đấy mà bán thì chắc là trừ gốc đi thì chả còn gì nữa. Chẳng qua là ở trên quê thì được cái là bây giờ có ruộng ấy, không làm thì cũng không được. Bỏ không đấy thì lại bảo là làm phí ruộng quá nên là phải làm nữa, chứ còn để mà làm ruộng ở quê trừ hết đi thì không có lãi nữa các bạn. Bây giờ mới chỉ 6 giờ sáng rồi, còn rất là nhiều sương mù. Toàn các cô, các chú lớn tuổi ở quê thôi các bà. Một lát nữa sau khi tuốt xong ấy sẽ phải vắt đi bộ lên tít trên kia, xong rồi mới lấy xe máy trở về nhà. Rất là xa. Giờ hôm nay thì phải chết ở đây xong rồi ý buộc phòng bó, xong rồi mang về nhà cho cháu bò ấy các bà để tích trữ vào mùa đông. Trên cháu là chuẩn bị đến mùa đông rồi, rất là lạnh, cháu bò cũng không dám thả đi ra ngoài đâu, thả ra ngoài là bị chết rét hết, nên là chủ yếu là vụ mùa là để rơm này là rất là quý. Rơm này sẽ được thu lại thôi là để tích trữ mùa đông là cho trâu bò ăn các bạn. Này có rất là đông cô chú đến giúp nhà chị, thì cháu cũng muốn ghi hình lại một chút để gửi tới quý ông bà.
trên kênh cháu cùng được xem. Còn bây giờ chắc là cháu cũng xin phép được tắt máy xong là xuống cùng mọi người tốt lúa rồi chứ không tí lại lên hộ mà toàn lên đứng quay quý ông bà. Còn giờ cháu xin chào và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú và anh chị ở những nội dung tiếp theo trên kênh Trao Yêu Thương. Xin chào. Quý ông bà, cô chú và anh chị thì hiện tại trên gian hàng của nhà cháu Nghiêm thì có bán một số sản phẩm. Thứ nhất là cái bộ dao quý ông bà. Bộ dao này thì như quý ông bà có thể quan sát thấy là dao mà cháu Nghiêm bán là từ phần dao đến phần chuôi là kéo dài từ một mả luôn. Nên là khi quý ông bà sử dụng thì yên tâm về cái sản phẩm là không bị tuột cán. Và đặc biệt là cái dao này rất là sắc quý ông bà. Có dao này thì vừa chặt này, vừa thái được này. Còn sản phẩm này là dao chặt xương ấy quý ông bà. Còn sản phẩm đây là dao thái quý ông bà. Tất cả là được làm rất là chắc chắn. Nên là khi quý ông bà nhận hàng thì có thể kiểm tra và có đúng khắc tên Trao Yêu Thương thì quý ông bà sẽ nhận hàng quý ông bà nhé. Với sản phẩm dao này thì chỉ cần quý ông bà sử dụng đúng công năng như cháu Nghiêm nói thì quý ông bà lỗi một là cháu Nghiêm sẽ đổi lại cho quý ông bà luôn, lỗi một đổi một quý ông bà nhé. Sản phẩm thứ hai mà cháu Nghiêm đang bán ở trên gian hàng của cháu là cây lá mắt gan quý ông bà. Cây lá này thì đặc tính là cây lá mắt gan mọc từ trên núi đá cao quý ông bà, và chỉ trên vùng cao chúng cháu mới có thôi, và rất là hiếm, chỉ có vào đúng mùa này thôi quý ông bà. Cái sản phẩm cây lá mắt gan này thì khi mà bình thường phơi khô như thế này nha quý ông bà, nhưng mà khi mà quý ông bà nhận hàng là phơi khô như thế này, khi quý ông bà đun lên ấy thì lá mắt gan này sẽ chuyển sang màu xanh lá cây luôn nhá quý ông bà. Đây quý ông bà có thể thấy là lá mắt gan lúc nãy cháu Nghiêm có đun lên và lá đã chuyển sang màu xanh lá cây rồi quý ông bà. Đây ạ, tất cả lá đã chuyển sang một màu xanh lá cây và rất là tươi. Còn cái nước thì sẽ có màu hơi đậm một tí quý ông bà. Và sản phẩm này thì cháu Nghiêm cũng đang sử dụng và đun uống thay nước hàng ngày quý ông bà. Sản phẩm tiếp theo là cháu Nghiêm đang bán là mật ong khoái rừng Tây Bắc quý ông bà. Mật ong khoái rừng này thì chúng cháu mua từ bà con ở trên vùng cao chúng cháu, và mua của những hoàn cảnh mà chúng cháu đi chia sẻ quý ông bà. Khi mà quý ông bà nhận sản phẩm này thì quý ông bà có thể rót ra kiểm tra. Đây cháu Nghiêm sẽ kiểm tra mẫu cho quý ông bà. Đây quý ông bà, khi mà quý ông bà nhận hàng ấy, mật ong đúng chuẩn mật ong khoái rừng tự nhiên thì rất là đặc, và khi quý ông bà rót vào cái cốc nước đấy thì sẽ không bị hòa tan trong nước nha quý ông bà. Quý ông bà có thể thấy là mật ong rất là đặc sánh, và phần mật nước ra nước chứ nó không bị hòa tan quý ông bà. Và sản phẩm tiếp theo là cây thuốc ngứa quý ông bà. Cây thuốc ngứa này thì cũng đun uống thay nước hàng ngày thôi, và nước 2, nước 3 của nó thì quý ông bà có thể là đun để dùng tắm nước quý ông bà. Còn cháu cũng rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý ông bà để cháu Nghiêm có thêm kinh phí đi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao chúng cháu. Và khi mà cháu Nghiêm bán được hàng thì cháu Nghiêm cũng sẽ trích một phần tiền bán hàng của cháu Nghiêm để đi san sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn ở trên vùng cao chúng cháu quý ông bà. Còn bây giờ cháu mời quý ông bà xem tiếp nội dung video của cháu ạ.